phải làm rõ bằng tiến sĩ mờ ám của ông Thích Chân Quang. Đề nghị ông Vương Tấn Việt, Thích Chân Quang, trình bằng bổ túc văn hóa cấp 3 của ông xem có hay không. Ông Vương Tấn Việt, Thích Chân Quang, không có tên trong danh sách dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp tháng 3 năm 1989. Trên đây là đề xuất của báo Lao Động trong bài Không cần thẩm định luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang. Việc hiện nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo là làm rõ ông Thích Chân Quang sử dụng bằng giả bổ túc văn hóa cấp 3 hay bằng gì để lọt qua cửa cử nhân. Tiến sĩ luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Trước đó ông Vương Tấn Việt tốt nghiệp cử nhân ngành ngôn ngữ Anh hệ đào tạo từ xa 1994-2002, Trường Đại học Hà Nội. Nhưng đại diện nhà trường cho hay nhà trường không còn lưu hồ sơ tuyển sinh, trong đó có bằng cấp 3 của ông Vương Tấn Việt. Ô hay, giải quyết vụ này quá đơn giản, chưa nói tới việc lưu trữ hồ sơ sinh viên, muốn biết thực giả về bằng cấp của Vương Tấn Việt. Cứ mời ông ra trả lời công khai, bằng cấp 3 của ông đâu? Nếu cái bằng giả mà Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông báo không phải của ông, thì Vương Tấn Việt trình bằng thật cho các cơ quan quản lý và báo chí. Còn nữa, đặt vấn đề trên báo Lao động ngày 15/8, tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thẳng thắn, câu chuyện bê bối này cho thấy hai điều. Một là nghiên cứu sinh này, Vương Tấn Việt, đã nhận được sự hỗ trợ không minh bạch từ hệ thống đào tạo, và hai là hệ thống đã thất bại trong việc giám sát và đánh giá một cách công bằng và khách quan. Cả hai khả năng này đều cho thấy sự buông lỏng quản lý chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh đề nghị, trách nhiệm không thể bỏ qua là trách nhiệm của tập thể hướng dẫn và của hội đồng bảo vệ luận án. Chính những người này trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo, đánh giá và chấp nhận luận án của nghiên cứu sinh. Như vậy, ngoài việc phải làm rõ bằng cấp của Thích Chân Quang, còn phải làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan. Liên quan những gì? 1. Đã bỏ qua việc xác định bằng cấp trong tuyển sinh, để xảy ra trường hợp như Vương Tấn Việt. Do sai sót hay vì nguyên nhân nào khác? 2. Quá trình học để tốt nghiệp cử nhân ngành ngôn ngữ Anh hệ đào tạo từ xa của Trường Đại học Hà Nội của Vương Tấn Việt như thế nào? 3. Quá trình học để tốt nghiệp cử nhân luật tại chức và tiến sĩ luật Trường Đại học Luật Hà Nội của Vương Tấn Việt rất mờ ám. Nếu có dấu hiệu bằng giả, bảo kê, gian dối trong học thuật thì xử lý theo pháp luật, không chỉ cá nhân Vương Tấn Việt mà còn những người liên quan.